Dịp cuối tuần này, miền Bắc và Bắc miền Trung sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn do sự xuất hiện của khối khí lạnh kèm theo rãnh áp thấp. Trong đó mưa rông ngày hôm nay không lớn, xảy ra từng lúc. Từ đêm nay đến đêm mai lượng mưa sẽ tăng lên. Ở bắc bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 120 mm cả đợt có nơi trên 100mm một đợt. Còn ở Bắc miền Trung sẽ xuất hiện mưa to đến rất to cục bộ ở vùng núi phía Tây. Các huyện vùng núi khu vực Bắc Bộ, Bắc miền Trung cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Ở Tây Nguyên Nam Bộ dự báo sáng sớm và chiều tối nay cũng sẽ có mưa rông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to cảnh báo nguy cơ xuất hiện gió giật mạnh, lốc xét.